Em Phương xin kính chào tất cả các quý khách hàng ạ. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh Hàng Nhật Bãi Hùng Vương của bên em. Thì hôm nay bên em mới về được một cặp máy phát điện. Hai chiếc này thì mới về trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì em cũng để mộc luôn như này, em quay luôn cho quý khách hàng. Đấy, để quý khách hàng có thể đánh giá được cái chất lượng chân thực nhất của máy nhỉ. Hàng bên em chưa dọn dẹp cũng như là chưa vệ sinh gì cả. Đấy, để nguyên mộc như này em quay luôn cho quý khách hàng. Hai chiếc máy mới về bên em. Thì quý khách hàng nào đang quan tâm đến những dòng máy phát điện này, động cơ này, củ phát này hoặc phụ tùng này, như mặt táp lô, bình xăng, khung sườn, thì liên hệ bên em mua bán trao đổi tất cả các dòng máy. Bên em chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng máy nha quý khách hàng. Máy phát điện, máy công trình, máy xây dựng, đấy, các loại luôn. Đấy, quý khách hàng có nhu cầu mua bán thì xin liên hệ bên em theo số hotline 0966 421 739, Zalo bên em. Bên em mua bán trao đổi toàn quốc luôn. Thì cặp máy phát điện này thì bên em cũng mới mua ở xa được về. Thì một chiếc là model là Hữu Toàn HG7500. Thì sử dụng động cơ Honda GX390 13 ngựa của Thái, củ phát thì củ Ý 6KVA, không chổi than nha quý khách hàng. Và chiếc tiếp theo đó là Honda Thái N7500VX, máy sử dụng động cơ Honda GX390 của Thái, củ phát thì cùng của Macken nha quý khách hàng, cũng chạy không chổi than luôn. Hai chiếc này mới về bên em nhưng mà tình trạng nó gần như là mới tinh luôn, hàng lướt thôi. Đấy, quý khách hàng nào mà đang quan tâm đến những dòng máy phát điện hoặc động cơ hoặc củ phát mà hàng lướt như này thì liên hệ luôn cho bên em nha. Đấy, bên em quý khách hàng mua phần nào bên em cũng bán luôn. Đấy, thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết từng cái chiếc máy phát điện mới về bên em này. Chiếc đầu tiên là chiếc máy phát điện Honda Thái, model là N7500VX. Thì máy sử dụng động cơ Honda GX390 13 ngựa của Thái. Đây quý khách hàng có thể thấy. Đấy, Honda rất đẹp luôn, động cơ em để nguyên mộc nha. Đấy, đây là số động cơ đây quý khách hàng. GC AET-171-35-67, số tiến rất đẹp luôn. Đấy, 171-35-67, số tiến rất đẹp. Động cơ Honda GX390 của Thái gần như mới tinh luôn. Đây em sẽ quay. Tất cả những phần này là bên em bao zin hết nha, bao zin toàn bộ cho quý khách hàng. Đấy, hàng bên em chưa tháo ở máy phát điện xuống. Đấy, anh em mà cắt bê tông là chạy vỏ lái hoặc là chạy những dàn bơm dầu thì liên hệ bên em nha. Đấy, dòng này mà anh em chạy những cái bơm dầu nhỏ thì quá ok luôn. Đấy, Honda rất đẹp luôn, gần như là mới tinh luôn. Đấy, củ phát thì sử dụng củ phát vuông. Đây, model N7500VX nha, hàng siêu đẹp luôn. Đấy, quý khách hàng có thể mua và lựa chọn bất kỳ cơ sở nào để mua hàng. Đấy, bất kể cái mặt hàng nào, nhưng mà quý khách hàng thứ nhất là phải có bảo hành và cam kết là phải zin hết nha. Và quý khách hàng có thể chọn lựa một cái chiếc máy mới, có đủ điều kiện để chọn lựa một chiếc máy mới, nhưng mà quý khách hàng nên chọn lựa cửa hàng nào mà họ biết về, tức là họ là người thợ sửa chữa và biết về máy. Đấy, thì trong quá trình mà quý khách hàng nó sử dụng ấy, thì nếu mà có vấn đề gì họ có thể hỗ trợ sửa chữa từ xa được. Đấy, còn nếu mà quý khách hàng đơn thuần quý khách hàng chỉ mua một máy mới, hoặc là mua một người thợ mà họ không biết gì về sửa chữa, hoặc là không biết gì về, thứ nhất ngay như cấu tạo máy, hoặc là nói về máy ấy, họ không biết, hoặc là nói về điện họ không biết gì ấy, họ chỉ biết bán thôi, thì theo em là không nên mua. Quý khách hàng có thể mua bất kỳ cơ sở nào, nhưng hãy mua ở những người mà họ biết và biết sửa chữa. Đấy, biết chuyên về máy. Đấy, thì sẽ đôi lúc mình trong quá trình sử dụng ấy, thì họ có thể tư vấn từ xa để sửa chữa thì rất là ok luôn. Đấy, dòng này nhá quý khách hàng, dòng động cơ 390 này thì quay lại luôn. Động cơ 390 này thì nó có bình xăng quý khách hàng. Đấy, có bình xăng sẵn luôn như này. Đấy, như chiếc 390 bên cạnh em cắt ra thì nó chỉ có bình xăng lớn 20 lít như kia, nhưng dòng này thì nó có sẵn bình xăng luôn. Đấy, bình xăng rất là đẹp luôn. Đây quý khách hàng có thể thấy rất đẹp, động cơ 390 Thái rất đẹp luôn. Đấy, củ phát thì củ phát vuông nha, động cơ 390 của Thái rất đẹp. Tại vì
Em phải quay ra cái bên sáng này thì quý khách hàng có thể theo dõi chi tiết hơn. Đây, bên đi Thái Lan, đấy, động cơ 390 nha, bao đẹp luôn. Đấy, em quay từ cái gầm, đấy, từ cái áo nha. Đấy, rất đẹp, động cơ 390 của Thái, siêu đẹp luôn. Đây, quý khách hàng có thể thấy bình xăng con Kehin, đấy, Kehin Japan đấy. Đấy, đây, em quay rất chi tiết luôn. Đấy, đấy. Ốp mặt máy đây quý khách hàng. Đây. Đấy. Đây quý khách hàng, cổ phát thì Macan nhá. Made in England, Sawa Fuji này, đấy. Macan. Cổ phát trắng tinh luôn. Quý khách hàng nha, những cái dòng mà bô kiểu như này nhé, thì đôi lúc mà trong quá trình mà quý khách hàng mà chạy ấy, nó có cái tiếng ồn phát ra ấy. Một thời gian sử dụng nó có tiếng ồn phát ra là do nó bị vỡ mất cái vách cách âm ở bên trong này đấy. Quý khách hàng có thể rút cái lõi ra. Có cái rút được, có cái không rút được nha quý khách hàng. Động cơ 390 siêu đẹp luôn. Thì dòng này của Phát này nó thiết kế rất là hay luôn mà rất thông minh. Của Phát này nó cái nắp đuôi cuộn điện nó đã bao gồm luôn đồng hồ này, át này, hai ổ cắm này. Đấy. Đường zin 220 luôn. Đấy. Quý khách hàng, đấy. Tất cả những phần máy và động cơ này bên em bao zin luôn nha quý khách hàng. Đấy, quý khách hàng mua máy ở đâu bất kỳ dòng sản phẩm nào nhưng mà phải có cam kết là phải bao zin luôn. Đấy. Đây quý khách hàng có thể thấy này. Chiếc máy này thì bên em đều mua xa về hết tất cả các tỉnh. Đấy. Tại vì bên em chuyên mua bán trao đổi mà. Nên là quý khách hàng ở xa mà có máy không nhu cầu sử dụng nữa thì quý khách hàng lại gửi về cho bên em, bán lại cho bên em mua lại này. Tất cả rất đẹp luôn. Bên em mua bán trao đổi toàn quốc luôn. Đấy. Một chiếc Honda Thái N7500. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, trắng tinh luôn. Đấy. Quý khách. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu đến quý khách hàng một chiếc máy phát điện Hữu Toàn. Model HG7500. Thì Hữu Toàn là một đơn vị lắp ráp máy phát điện hàng đầu Việt Nam rồi. Đấy. Như quý khách hàng được biết thì Hữu Toàn không sản xuất được máy phát điện mà là lắp ráp thôi nha quý khách. Model của nó là HG7500. Đây là công tăng tắt mở máy. Chiếc đồng hồ báo vôn, ổ cắm 30A, đèn báo CB. Đây, quý khách hàng có thể chiếc động cơ này nó gần như là mới tinh luôn quý khách hàng. Honda. Mã động cơ là GCBDT 155-77-21. Đấy, đây, chiếc mã động cơ này đây. Gần như là mới tinh luôn quý khách hàng. GCBDT trừ ngang 557721. Đấy. Động cơ 390 của Thái, cụ phát Ý, 6 kVA. Động cơ 390 gần như là mới tinh luôn. Chiếc này gần như là mới tinh luôn quý khách hàng. Khung của nó cũng chưa bị xước sát nhiều. Đấy. Đây là cái mặt tiền của máy, cái mặt tablo của nó rất đẹp luôn. Đấy, chiếc cụ. Đây. Quay luôn cái động cơ luôn, đây động cơ đây. Giật nổ nha quý khách hàng. Đấy, động cơ 390. Bị chớt mất tí ở chỗ này. Đấy. Em quay luôn lỗi nha. Chớt mất tí chỗ này. Chớt mất tí sơn thì không sao nha. Đấy. Úp giật của nó rất đẹp, áo thì bị lỗi mất tí đó nhưng không sao. Tại vì sao quý khách hàng có thể thấy nhá. Bên em mua ở từ xa lúc nha. Về những cái con mobin này này. Đấy. Nó là mobin Trung Quốc thì bên em lại phải mất tiền để thay vào một con mobin xịn. Chứ bên em bán ra thì không thể bán một con mobin, lắp một con mobin lô vào đây cho quý khách hàng được. Tại vì khi bắt cắt ra ấy, không có thể nào lý nào mà nói là bên em không biết được bên em cắt ra như nào, em giao như thế hay là bên em không để ý. Cắt ra, thợ cắt ra là sẽ biết là động cơ bổ chưa và nó bị thay thế những phần nào đấy. Nên là mua, quý khách hàng có thể mua bất kỳ ở đâu như ở cam kết zin và người thợ đấy họ phải chuyên sâu, họ phải biết để họ hỗ trợ quý khách hàng có thể sửa chữa từ xa được đấy. Đây quý khách hàng, còn bây giờ quý khách hàng cũng có thể là một người buôn bán được ngay khi quý khách hàng nhập những sản phẩm này về rồi đăng lên bán, nhưng quan trọng là quý khách hàng có hiểu để sửa chữa được nó hay không, để khắc phục được nó khi nó hỏng hay không đấy. Đây nắp đầu bò cực đẹp luôn nha. Bình xăng con Kehin. Đây. Đấy. Lốc máy này quý khách hàng có thể thấy lốc phần sau máy nhá. Siêu đẹp luôn.
chiếc động cơ này đây, quý khách hàng có thể thấy này, cái ốc cổ bô của nó nhá. Quý khách nào mua sản phẩm này thì sẽ để ý nhá, nó vẫn còn sơn đấy, nó chưa cháy hết đấy, rất đẹp luôn, lắp đầu màu siêu đẹp. Bô này đấy, bô lớn luôn, bình xăng này đây. Những chiếc động cơ tại sao em cắt ra có những chiếc động cơ nó có bình xăng như này, có chiếc động cơ nó không có bình xăng, tại vì bình xăng nó là bình xăng lớn, nên quý khách hàng nào mua động cơ bên em phải thông cảm nha. Tại vì khi cắt ra như nào em để nguyên như vậy. Đây như chiếc này là không có, tại lọc gió như này luôn và đi theo bình xăng như này. Củ phát điện thì củ ý 6KVA, bao zin luôn, tất cả bao zin, bao đẹp cho quý khách hàng luôn. Đây model HG7500, quý khách hàng theo dõi thông số giúp em. Công suất của nó là 5.5KVA, mắc nó là 6KVA nha. Củ ý, củ tròn 6KVA. Đây, củ 6KVA nha quý khách hàng. Có cái tem nó nằm ở trong này. Đây quý khách hàng theo dõi rồi. Đấy, củ này nó lên tận 27.3 ở điện 220 nha quý khách hàng. 27.3 quá kinh khủng. Đây, củ phát siêu đẹp luôn. Đấy, em xin quay lần một lần nữa hai chiếc máy phát điện mới về bên em. Một chiếc Hữu Toàn HG7500, một chiếc Honda Thái 7500VX, hàng gần như là mới tinh, siêu lướt luôn. Quý khách hàng đang quan tâm đến dòng động cơ, củ phát, phụ tùng máy phát điện theo máy thì liên hệ bên em nha. Bên em chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng máy móc, công trình, máy xây dựng, máy phát điện. Đấy, các loại luôn. Quý khách hàng có máy không nhu cầu sử dụng nữa thì bán lại cho bên em nha. Bên em mua bán trao đổi toàn quốc. Nhà em có hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất là số 69 đường Tân Thới Nhất 01, cũng là nhà em luôn. Hai là số 140 đường Cộng Hòa. Ngoài Bắc thì em có nằm ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Quý khách hàng có thể đến bất kỳ cơ sở nào hoặc là nhà em để mua bán và trao đổi nha. Đấy, bên em mua bán trao đổi toàn quốc luôn, giao hàng toàn quốc, bảo hành và hỗ trợ trong quá trình quý khách hàng sử dụng nha. Đấy, tất cả các sản phẩm, ví dụ như từ công tắc, từ chụp giật, từ áo, từ mô bin, từ mọi cái, bình xăng con là bên em đều có cung cấp và thay thế hết cho quý khách hàng trong quá trình sửa chữa. Đấy, rồi em vừa giới thiệu đến tất cả quý khách hàng hai chiếc máy phát điện mới về bên em. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của bên em, like, chia sẻ để ủng hộ bên em nha. Trong quá trình mà bên em làm video ấy, có điều gì mà nó chưa được như ý mong muốn của quý khách hàng thì quý khách hàng cũng bỏ qua và thông cảm giúp em nha. Tất cả những video bên em làm đều quay bằng điện thoại cá nhân và bên em thì nó chỉ là chuyên về làm máy móc, mua bán thôi chứ không phải là chuyên về hình ảnh, chuyên nghiệp. Tất cả video bên em quay điện thoại bằng điện thoại cá nhân này, không qua chỉnh sửa, cắt ghép gì. Quay như nào bên em đăng luôn lên như cho quý khách hàng theo dõi luôn. Đấy. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo của bên em ạ.